Nếu Slenderman là em bé xây nhà an toàn Bedrock chống lại những tên trộm đột nhập vào nhà. Em bé Slenderman xin chào mấy anh chị nha. Hôm nay á, là em sẽ phải bảo vệ căn nhà của em bằng cách đó là em sẽ lấy những cái tấm gỗ này để chặn lại những cửa sổ, để không những tên trộm không đào được nhà em và không lấy được tiền của em để em có tiền mua bánh, mua sữa để uống. Có ai đó đang ở trong nhà. Trời ơi các bạn ơi, hiện tại trời ơi mấy anh chị ơi, nhà em bị đột nhập rồi. Kẻo người ta vô lấy tiền của em. Bây giờ em phải tìm cách để gọi là chặn lại những cái chỗ cửa này mới được. Bây giờ thì em sẽ phải gọi là mở cái này lên. Đầu tiên á, em sẽ mua một tấm gỗ. Sau đó em lấy tấm gỗ này chặn lại cái này đó. Rồi em sẽ chặn lại cái chỗ này nữa. Hết ván gỗ rồi, em sẽ mua thêm một cái ván gỗ nữa. Mua thêm vài cái ván gỗ đi. Em sẽ chặn cái chỗ lại, chặn chỗ lại, chặn chỗ lại là không ai vào được nhà của em. Rồi bây giờ em sẽ lên máy tính. Hả? Đây là tiền nhà em đây nè mấy anh chị ơi. Mấy anh chị thấy em nhà em giàu không? Tiền quá trời luôn. Đây là còn cái chỗ là em đang ngồi coi máy tính nè. Còn cái chỗ này á là có người đã đột nhập vô nhà em, người khổng lồ. Trời ơi, xuống nhà. Xuống nhà hỗ trợ những người bạn thôi mới được. Đây là những người bạn của em nè mấy anh chị. Bây giờ á là em phải mua đồ cái cây gọi là cái cây là cái gì quên rồi. Cái cây này là cây đá bóng chày. Bây giờ em sẽ xuống nhà để solo với cái ông tên trộm đó. Đây là tên trộm Scary Larry nha mấy anh chị. Ui, đánh tôi nào. Chạy. Trời ơi, bị hạ gục rồi, may quá. Ui, xíu tí nữa là tụi em hết cứu rồi. Hôm nay mình vào vai một em bé nha các bạn. Và mình đang cố gắng để gọi là bảo vệ ngôi nhà. Thì các bạn thấy ở đây nè, mình sẽ có rất là nhiều thứ để mình có thể bảo vệ nhà mình. Chẳng hạn như là một tấm bảng nào, hoặc là một cái bẫy chuột, hoặc là một cái bẫy gấu nè, hoặc là gân nè. Nói chung là rất nhiều mà mình chỉ có tiền mình mua gọi là những cái tấm ván này thôi. Mình sẽ canh mình gọi là chặn mấy cái cửa lại. Đúng rồi, chặn lại đi mấy bạn ơi. Đó các bạn thấy không, bây giờ tụi mình, các bạn nhớ cái nhà này của ai không? Nhà này chính là nhà của những gọi là những người bạn khi mà gọi là bị cái ông Scary Larry tấn công các bạn, nhớ không? Đó, thì bây giờ mình sẽ bảo vệ cái nhà an toàn này nha. Nhà an toàn Bedrock nha các bạn. Giới thiệu với mấy anh chị, đây là két sắt nhà của em. Trong đây có rất là nhiều tiền nhưng mà không ai vào được đâu. Tại vì phải có gọi là cái mật mã nè. Còn nếu không á thì người ta sẽ phải leo tường vô mà chỗ này bị chặn rồi nên mấy anh chị không thấy được đâu. Bây giờ, có người đột nhập vào nhà nữa hả? Được rồi, bây giờ phải chiến đấu thôi. Xuống dưới nhà nhanh lên. Ủa rồi, cái đường nào xuống nhà? Đây. Thôi không được. Lỡ đâu có người khổng lồ dưới thì sao? Phải lên máy tính kiểm tra mới được. Hiện tại đâu có ai đâu. Sao có người kêu là có người ở nhà? Ở ngoài này thì xe của mấy tên trộm bị lật rồi. Ơi, đang lấy tiền kia. Bỏ lên xe rồi. Trời ơi. Ở đâu vậy? Đây là số 6, camera số 7, pizza vẫn còn, không bị ăn trộm pizza, không bị ăn trộm nha. Nhưng mà hình như là tiền bị giảm bớt rồi thì phải. Để xem coi có ai vô nhà hay không. Để xem kỹ lại nha. Hình như là đâu có ai vào đâu. Vậy mà tại sao có một người đã lấy tiền rồi, có người đột nhập vào nhà rồi, không được, phải đi ra ngoài thôi. Không thể nào mà để vậy được, tình hình như thế này là không ổn rồi. Bây giờ xuống dưới đây. Có một người vô nhà nhưng mà bị dính bẫy rồi. Hàng gì có cái bẫy ở đây, trời ơi, đã. Vậy thì bây giờ mình sẽ mua thêm một cái bẫy gấu nữa. Đúng rồi ha, mình sẽ đặt cái bẫy gấu ở đây. Khi mà có người nào bước vào đây á thì người đó sẽ không có gọi là đi ra được. Đó, đố người nào đi ra được. Nào đi vô đây, ví dụ như tên trộm leo vô đây nha, cái đau bụng quá vô toilet ngồi. Toilet ngồi xong cái đi ra rửa tay xong đi tắm. Tắm xong bước ra, dặm bẫy gấu, rồi như là hết cứu. Ê, có người xấu vô nhà kia. Vô. Ui, tụi nó phá cửa vô nhà kìa anh em ơi. Đập tụi nó. Đập mấy tên trộm này. Trộm nè, ăn trộm đồ nhà em hả? Ăn trộm hả? Chạy đâu? Ui rồi xong. Ha, hai gục thành công. Ok. Wow, có rất là nhiều tên trộm vô nhà luôn các bạn ơi. Phải khóa cửa lại mới được. Không vô nhà được đâu. Tên trộm này đang cố gắng phá cửa nhà mình nhưng mà đâu có vào được đâu các bạn. Nhà mình quá là an toàn luôn nên là mấy người này không vào được. Ở bên này sao đây? Ê, bên đây không được. Bên đây là phải lắp lại. Ok. Rồi mình sẽ mua thêm một cái bẫy nữa. Đâu rồi, một cái bẫy gấu đi, mình sẽ đặt ở đây. Bẫy gấu này xịn lắm cho nên là đặt vô một cái là mấy người này không ra ngoài được, không vô được luôn các bạn. Rồi ok, đó, giờ mà bước vô đây một cái là xác định luôn nha. Hình như có người đang đứng ngoài, đây có người đang cố gắng đi vào nè các bạn. Có người đang cố gắng đi vào nè. Muốn gì? Bước vào đây đi, bẫy gấu nè, dính bẫy gấu. Hạ gục được rồi, dính bẫy gấu. Các bạn thấy căn nhà an toàn của mình như thế nào? Mái màu đỏ 3D là mình không thích rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta thiết kế vậy là chịu thôi các bạn. Căn nhà an toàn này bây giờ là mình thấy nó không an toàn cho lắm nha. Các bạn thấy bên đây không? Là cái chỗ mình để tiền đó các bạn. Và bây giờ căn nhà an toàn này có người đột nhập vào thì phải. Oh my god. Đâu rồi? Đứa nào đột nhập vô nhà của anh? Từ mình xem cái tủ này nó có đồ không? Hình như mấy cái tủ này là nó có đồ hay sao ấy. Hồi đó mình thấy người ta mở. Ui có tiền nè, thấy chưa?
mình thấy thẳng người ta mở tủ ra, người ta có đồ mà đầy có tiền nữa nè. Nhặt được của rơi thì tạm thời bỏ túi. Ê, nhà của mình mà các bạn, nhặt được của rơi thì cũng là trong nhà mình thôi, đâu có gì đâu. Đây mình được trái táo nè các bạn ơi. Ok được rồi, bây giờ mình đi xuống dưới nhà, hình như là có người đột nhập vào nhà của mình thì phải. Xuống dưới nhà thôi, đây em bé này chạy lên là chắc chắn ở dưới nhà có người rồi. Xuống dưới xem như thế nào. Ui, chỗ này chưa được gọi là trang bị bảo vệ nè. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, chúng ta phải chặn này lại. Chặn lại đi mọi người. Mọi người phải bảo vệ cái nhà của mình chứ. Sao mà để cho người khác vào được. Một cái chỗ này cũng vậy nè. Trời ơi, cái nhà gì mà nó không có an toàn thế nào vậy. Chặn lại. Trời ơi, mọi người làm việc đi chứ. Mọi người không làm việc là xác định luôn nha. Kìa, nó vô nhà kìa. Đi chỗ khác. Mấy tên chậm. Này, tên chậm. Wow. Hình như là cái này có đường bí mật. Có đường bí mật này các bạn. Thì ra là đằng sau bức tranh này có một cái đường bí mật. À, để mình xem coi cái đường bí mật này là đường gì đây. Có thể đường này là những tên chậm đi vào thì phải. Vào xem. Ok. Wow. Kim cương. Wait what, kim cương nè các bạn. Đập cái lấy kim cương, lấy kim cương. Không được rồi, bây giờ làm sao lấy kim cương đây. Ui, cái này là cái đồ gì điều khiển của ông Scary Larry nè. Cái lên dây cốt nè. Nhưng mà bây giờ làm sao đây, để từ. Hình như là cái này là cái chỗ gọi là của mấy tên trộm nè. Mấy tên trộm này đang đi coi trong nhà coi có những ai các bạn. Thì ra là như vậy. À, mình đã đột nhập vô được nhà của tên trộm rồi. Có kim cương ở đây nào mà mình lấy không được ta. Mình lấy không được kim cương này, cay quá nha. Đập kim cương đó bạn. Không đập được nha. Mình đập ra nhưng mà không được. Rồi mình leo lên trên xem coi như thế nào. Hả? Ra ngoài rồi nè. Ui, xe của tên trộm tới rồi. Anh em ơi, xe của tên trộm tới rồi anh em ơi. Trời ơi, đặt bẫy ngoài đây quá trời nè các bạn. Kìa mấy tên trộm kia. Solo luôn các bạn ơi, sợ gì. Vô nhà được anh. Vô nhà của anh được mấy ghê đấy. Đừng có đùa với anh. Rồi ok. Tiếp tục. À, xe cái nhà an toàn nè bây giờ. Đập xe đó. Lên xe luôn. Chạy hả mấy tên trộm này. Chạy đâu sau. Muốn nhốm nó vô thì mình sẽ bỏ 50 rubles các bạn ơi. Wow, trở thành carry đáng sợ để mình xem. Ủa, chưa được, không coi được. Chạy đâu, ha, đây solo với mấy tên chậm các bạn ơi. Đây solo với mấy tên chậm. Vô, ui, dính bẫy rồi các bạn ơi. Châu nè, chạy đâu. Trời ơi, sao nó chạy hoài vậy. Ui, trời ơi, nó tạo động Scary Larry kia. Ui, đập bánh nhà luôn rồi. Trời ơi, giờ sao? Ông đập bánh nhà của tụi mình luôn rồi các bạn ơi. No. Chạy. Vô nhà anh em ơi. Xây lẹ. Để mình mua tấm ván. Không, mình mua cái bẫy chuột các bạn ơi. Mình đặt bẫy chuột cho ông sợ. Cho ông té luôn các bạn ơi. Đặt bẫy chuột ra nè. Rồi, cho ông dầm bẫy chuột đi. Anh em dụng là bẫy chuột nè. Dụng là bẫy chuột nè. Trời ơi, đứng lên. Trời ơi, thanh niên đá bẫy chuột mình đi luôn mới ghê chứ. Đây, mình sẽ đặt bẫy chuột nhiều lên. Cố lên, dầm đi. Chạy qua đây. Để ông dầm bẫy chuột đi mấy đứa. Trời ơi, thanh niên này biến thành cái ghế luôn ha. Đây, bẫy chuột nè. Ui, vô nhà quá trời rồi bạn ơi. Nhà này hết an toàn rồi. Ok, ê, ông ngã kìa, đánh. Ông ngã rồi anh em. Xúm vô. Đúng rồi, hội đồng ổng liền. À. Tiền vẫn còn chưa bị mất. Để xem coi có ai vô nhà không. Mình đang ngồi coi camera nha, ngồi máy tính coi camera nha. Không có ai vô nhà nha, nhà đang an toàn nè. Hiện tại là ở ngoài mấy tên trộm cũng đi hết rồi. Hên quá, mọi thứ an toàn rồi các bạn ơi. Yeah, mấy tên trộm bây giờ sợ tụi mình quá nên là bãi chỗ hết rồi, tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình đang cố gắng để dành tiền để mình mua một cái vũ khí bí mật. Và tí nữa mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết. Rồi ok, bây giờ. Wait what? Ê, ở dưới đây có bẫy à. Ở dưới tấm thảm này có bẫy nè. Thì ra là kích hoạt bẫy nè các bạn. À, đây mình kích hoạt cái bẫy này. Để mình kích hoạt cái bẫy này các bạn. Né ra bạn. Sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Ơ, à, cái bạn này. Ờ, trời. Đây, để tôi kích hoạt cái bẫy. Đây là một cái bẫy các bạn ơi, một cái bẫy gai. Nhưng mà mọi người đừng có đi gần tôi đi, tôi kích hoạt. Ui ôi, đang kích hoạt mà. Kèo này chua rồi các bạn ơi. Ui, bạn này tên dữ không? Bo chó điên. Tên ngầu ấy, cặp sáu nồng luôn các bạn ơi. Đúng là bo chó điên thiệt. Tên rất là ngầu rồi, bây giờ cái bẫy này đã được kích hoạt rồi. Chỉ cần gọi là có một cái tên nào đó muốn đột nhập vô nhà của mình thôi là xác định. Cho vô thoải mái đi mọi người. Cho nó vô thoải mái đi. Bây giờ mình không sợ đâu, cứ cho vô thoải mái đi, mình đứng đây mình đợi. Đó, vô đi, tụi tôi đợi. Đập cửa vô thoải mái. Tụi tôi đợi nè. À, đứng đây à, trốn ở đây. Nó xe tới rồi các bạn ơi, xe của mấy tên chậm tới rồi. Trốn ở đây nè. Xe của mấy tên chậm tới các bạn thấy không? Đó, người ta đang đánh nhau mà kêu quá trời luôn kìa. Bây giờ cần mấy tên chậm đi vào cửa. Trời ơi, chỉ cần đi vào cửa thôi là lụm liền. Ơi là khoan, lụm tiền chứ lộn. Quên, phải lụm tiền chứ các bạn.
đây có tiền quá trời nè, có tiền nè, mình sẽ tranh thủ mình lượm tiền để mình mua vũ khí mà. Đấy, trời ơi, tiền nhiều lắm các bạn ơi, nhà này tiền quá trời luôn. Ui ui, kìa kìa, tụi nó chuẩn bị vô các bạn ơi, cho tụi nó vô thoải mái đi, mình có bẫy mà mình lo gì. Rồi, để mình đang lượm tiền các bạn, mình đang lượm tiền. Rồi ok, vô đây, ránh rồi. Ui, mình bị dính bẫy của chính mình luôn. Trời ơi, ngu người thiệt chứ. Mình bị dính bẫy của chính mình đặt ra luôn các bạn ơi. Ảo ma Canada thiệt chứ. Rồi không sao, từ từ, mình sắp đủ tiền rồi, mình sẽ đi lượm thêm tiền. Đây, có tiền rồi các bạn ơi. Cố lên. Anh đang ăn tiền, mình đặt cái bẫy đó, mình thấy mình sai lầm quá. Rồi, đủ rồi nè. Dạ, đủ tiền rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ mua một cây sáo nồng. Rồi, kiểu này chắc mình ra ngoài mình solo tụi nó luôn chứ, mình đứng dưới này làm gì các bạn. Đây, sáo nồng nè. Ngầu chưa? Nhưng mà sáo nồng này hình như là có giới hạn thì phải. Nó chỉ có gọi là 200 viên thôi. Hết 200 viên là hết luôn hay sao ấy. Qua đây vô nhà mình. À đây rồi. Có đứa vô nhà nè. Rồi, sáo nồng đây nè. Chạy hả? Chạy đâu con sâu? Ok, sợ chưa. Sáo nồng của anh đấy. Rồi, bây giờ là chúng ta lại kích hoạt cái bẫy tiếp. Kích hoạt bẫy đi mọi người. Không kích hoạt bẫy à. Vậy thì bây giờ mình ra ngoài mình solo luôn đi. Đi ra ngoài. Bỏ ra nè. Cút ra đây, anh thấy hiện nào. Đừng có đi theo anh. Lên trên. Để xem coi có chỗ nào đâu. Đây có chỗ ra ngoài rồi. Mình sẽ ra ngoài để mình solo tụi nó. Quan trọng là bây giờ mình đang là gọi là vua rồi các bạn. Vua sáo nồng. Đây. Sáo nồng đây. Ủa sao bắn không chút như vậy? Ê. Sao? Ui nó lấy tiền của mình kìa. Chạy nè, lấy tiền của nó, bỏ tiền lên xe quá trời nè. Nãy giờ mình không để ý các bạn ơi. Nãy giờ mình không để ý nha. Thì ra là vậy. Trời ơi, bảo vệ căn nhà bếp rốc của mình. Căn nhà an toàn bếp rốc của mình đang bị tấn công. Bây giờ mình phải làm sao đây? Xe nè các bạn, nó có xe nè. Đây, sáo nồng của anh là không ngán bất kỳ đối thủ nào. Chỉ cần đối thủ tới đây là anh gọi là cho đối thủ ngủ luôn. Rồi, xe nè. Nó còn, ui, nó chỉ còn 3 túi tiền nữa thôi là nó ra ngoài được rồi. Ây da, trời ơi, nó leo lên trên kìa, hàng gì nó leo lên được các bạn. Xuống đây, quan trọng là xuống đây có đi được hay không nè, có chạy được hay không nào. Mà nãy sáo nồng này phế quá. Sáo nồng gì bắn gì mà không bị gì trời. Ảo thế nha. Sáo nồng bị sao vậy? Ui, có một tên lái xe đang ngồi đeo mặt nạ ở trên kìa. Kìa, nó ăn trộm cái ghế, của tôi ngồi coi tivi mà. Nó ăn trộm tivi của mình luôn. Cái ghế này để mình ngồi mình coi tivi mà, nó ăn trộm là sao? Hả? Trời ơi, làm ơn đi, để tôi coi tivi nữa chứ. Làm ơn đi my friend. Ôi xe đi rồi, xe đi rồi. Làm sao mà làm gì được. Cày đó bạn. Lấy tiền rồi chạy nè. Chạy đâu, thì ra là cái sáo nồng này phải đứng gần mới được các bạn. Đứng gần mới được kìa, nó bỏ đồ lên xe kìa. Trời ơi, nó bỏ được 5 cái túi tiền lên xe rồi. Anh em lấy lại được không? Lấy lại. Trả lại đồ đây. Đồ của tôi mà, trời con gấu bông này là tối nào mình cũng ôm mình ngủ mà nó lấy nở lòng nào nó ăn trộm luôn là sao?